Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Tradecoin Việt Nam. Một tuần đầy sắc xanh đã trôi qua khi Bitcoin đã có những cú bứt phá về vùng 24.000, khiến cho nhiều altcoin cùng các hệ sinh thái có một khoảng thời gian khởi sắc trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin nổi bật của các hệ sinh thái trong tuần qua. Ethereum, Layer 2. Cho đến ngày hôm nay, các ước tính cho biết khoảng 8 triệu đô la, 73.000 UNI đã rơi vào tay hacker sau khi các nhà cung cấp thanh khoản Uniswap đã trở thành nạn nhân của vụ phishing attack gần đây. Phishing attack là một hình thức tấn công lừa đảo dựa trên lòng tin. Những tên lừa đảo sẽ mạo danh, tạo ra những website lừa đảo tương tự như bản gốc và yêu cầu bạn cung cấp thông tin. Khi đã bị nắm được thông tin, tài sản của bạn sẽ không cánh mà bay một cách dễ dàng. Các bạn vẫn nên cẩn trọng với những hình thức lừa đảo này. Immutable X đã thông báo hợp tác với Collex, nền tảng giúp tạo, phân phối và giao dịch NFT trên quy mô lớn, và để chúc mừng việc Apecoin DAO ở lại Ethereum, giao thức sẽ tặng 100.000 NFT miễn phí cho Ape Holders. Cuối cùng, lịch trình chạy mainnet Ethereum 2.0 dự kiến diễn ra từ giữa đến cuối tháng 9. Nearpay bắt đầu cung cấp thẻ Visa cho một số nước khu vực châu Âu. Thông qua Nearpay, khách hàng có thể trực tiếp mua crypto bằng thẻ Visa và lưu trữ token thông qua ứng dụng Nearpay Wallet. Aurora sẽ sớm được Infura hỗ trợ thêm về cơ sở hạ tầng của nền tảng, mang lại lợi ích về tốc độ giao dịch, phí giao dịch, thông lượng và sau này là mở rộng EVM thông qua công nghệ Nightshade Trading của Near. Cùng với đó, Aurora ra mắt chương trình tài trợ cho những dự án cộng đồng. Chương trình hỗ trợ các dự án cộng đồng tiếp cận nguồn vốn để thúc đẩy sự phát triển và mở rộng của toàn bộ hệ sinh thái. Các tổ chức cộng đồng của Aurora có thể nộp đơn xin tài trợ tại forum.aurora.dev và đề xuất sản phẩm. Sự kiện Near Spray đã diễn ra thành công tại Paris với sự tham gia của các founder và những đại diện đến từ Near, Aurora, Proximity Labs, Decentralbank, Origami, Near Foundation. Với các buổi diễn thuyết, chia sẻ về định hướng phát triển của các dự án và các hoạt động cộng đồng Web3. Celo. Bản update kỹ thuật đã được cung cấp vào thứ Năm, ngày 21 tháng 7 năm 2022 để các validators, devs và cộng đồng rộng của Celo xem xét chi tiết về sự cố khiến cho mạng lưới ngừng hoạt động vào tuần trước. Celo Connect Salon. Một hội thảo nhỏ kết nối mạng lưới và cộng tác viên Web3 đã được tổ chức bởi Celo tại Paris, có sự góp mặt của nhiều tổ chức, dự án lớn như AAVE, Curve Finance, Paradigm. Nội dung chính của cuộc hội thảo là chuyển hướng từ DeFi sang ReFi trong tương lai. Có thể thấy rằng, Celo đang hoạt động rất mạnh mẽ trong việc xây dựng cộng đồng. AVAX, APY Note của Avalanche nhận được lượng traffic cao nhất từ trước đến nay, ước tính có đến 3 tỷ yêu cầu APY trong 24 giờ qua trên mạng chính và subnet. Điều này có nghĩa lượng tìm kiếm thông tin trên Avalanche cùng với sự quan tâm đến việc thực hiện các tác vụ on-chain trên hệ sinh thái này đang tăng lên. Mặc dù vẫn chưa thể chuyển hóa lượng giao dịch lớn, nhưng ít nhiều đây cũng là những tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái blockchain này. MC nổi tiếng Steve Harvey thông báo sẽ đem các show truyền hình được yêu thích của ông ấy đến với thế giới blockchain. Trong đó, Steve đóng vai đối tác sáng lập trên nền tảng stream mới mang tên GameStar Plus. Dự án này vừa mở đối tác chiến lược với AVA Labs và sẽ được phát hành token trên Avalanche blockchain. Sự kiện Avalanche House tại Brooklyn đã chính thức được diễn ra. Đây là nơi tổ chức các buổi trò chuyện và chia sẻ những dự án và offline cộng đồng của Avalanche. Polygon. Sau bao ngày ẩn ý, tiết lộ quan trọng nhất trong năm 2022 của Polygon cũng được ra mắt. Polygon chính thức công bố phiên bản Layer 2 mới, Polygon GK EVM. Đây sẽ là Layer 2 GK Rollup đầu tiên tương thích tuyệt đối với EVM, trong khi Stakeware và GK Synth vẫn đang phải sử dụng trình biên dịch gián tiếp để tương thích với EVM, thì Polygon ra hẳn một bản tương thích trực tiếp. Hiểu một cách đơn giản, với Polygon GK EVM, mạng lưới sẽ cho phép các dev xây dựng dApp, tương tác và giao dịch tương tự trên Ethereum, nhưng trải nghiệm lại tăng gấp 100 lần nhờ khả năng mở rộng của công nghệ GK. Tezos hiện đang nổi lên như một NFT blockchain hàng đầu cho nhiều nghệ sĩ với đa dạng những thể loại, với cam kết các đặc tính nổi trội như chi phí thấp dễ tiếp cận, cộng đồng lớn mạnh. Bên cạnh đó thì công nghệ Optimistic Rollups cũng đã được kích hoạt thành công trên hệ sinh thái này. Cosmos. Đề xuất thứ 72 trên Cosmos Hub đã được thông qua với 85% phiếu bầu đồng ý. Đề xuất này yêu cầu đạt 150.000 Atom từ nhóm cộng đồng Cosmos Hub nhằm hỗ trợ cho sự đổi mới những sản phẩm cốt lõi như Liquid Staking và các dự án nhỏ đang tìm cách tận dụng bảo mật liên chuỗi của hệ sinh thái và tạo ra sự liên kết giữa các bên liên quan trong Cosmos Hub. Cosmos Hackathon. Hackathon 2022 sẽ diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 tại Hàn Quốc. Phần thưởng cuộc thi trị giá hơn 600.000 USD bằng token trong Interchain của Cosmos. Các cuộc thi Hackathon trước đây đã chứng minh là mang lại lợi ích trực tiếp cho hệ sinh thái Cosmos và Cosmos Hub bằng việc tạo ra nhiều dự án sáng tạo và có sản phẩm thành công, ví dụ như Cosmos World, Osmosis, v.v. DOT, A-Star Farm hiện đã được ra mắt trên A-Star.
Đây là một nền tảng DeFi staking tích hợp với game thể loại nông trại đơn giản. Nền tảng cho phép người tham gia staking tương đương với việc gieo trồng và chờ thu hoạch. APY hiện tại lên đến 25% trong 189 ngày. Dự án Square Enix đã hợp tác với nền tảng NFT Engine để tạo ra các NFT cho các bộ sưu tập kỹ thuật nhân kỷ niệm 25 năm của tựa game Final Fantasy 7. Engine cho biết họ sẽ tạo ra các bộ sưu tập được mã hóa có thương hiệu bằng cách sử dụng mạng Infinity của mình. Đây là một mạng chuỗi khối chuỗi chéo phi tập trung được thiết kế để làm cho NFT dễ tiếp cận hơn. Và đó là những thông tin nổi bật của những hệ sinh thái top đầu trong tuần qua mà chúng mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu thấy nó hay và bổ ích, hãy tiếp thêm động lực cho chúng mình bằng cách để lại một like và một đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.